Chào tất cả các bạn, mình là Lương Bình đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về vấn đề các cách bồi giấy trong màu nước. Bạn đã biết bao nhiêu cách bồi giấy rồi? Gần đây thì mình cũng biết thêm được một số cách mới. Và hôm nay mình quyết định sẽ chia sẻ tất cả những cách mà mình biết và đang sử dụng với tất cả mọi người, để xem nó có thể giúp ích được gì cho mọi người không nhé. Ok, bắt đầu thôi. Cách đầu tiên cũng là cái cách đơn giản nhất và có lẽ mọi người cũng đã quen thuộc với nó, đó là chúng ta sử dụng những cái băng keo như thế này. Với một size A3 thì mình sẽ sử dụng là cái băng keo dạng nhỏ như này thôi. Ưu điểm của cái việc chúng ta sử dụng băng keo như này đó là chúng ta không cần chuẩn bị trước gì đó quá cầu kỳ. Chúng ta có thể làm cách này rất là đơn giản, và cái băng keo này cũng thế thôi. Đó là chúng ta có thể mua nó ở bất kỳ đâu, đúng không ạ? Hoàng Họa Phẩm hay là thậm chí hàng tạp hóa cũng có nữa. Thế cho nên là cái việc làm bồi giấy với cách này nó rất là đơn giản và nó không quá là khó khăn với chúng ta. Đó, mình chỉ cần làm sao đấy căn cho bốn góc này nó thật phẳng là được, đúng không ạ? Tuy nhiên cái gì cũng thế thôi, nó đều có ưu và nhược điểm của nó. Vậy nhược điểm của cách này đó là gì? Đó là khi chúng ta vẽ thì giấy nó sẽ bị cong lên tương đối nhiều. Với một khổ giấy A3 như thế này thì mình sẽ thường là lấn cái băng dính vào khoảng nửa cm gì đó. Đấy, như thế là sẽ tương đối là vừa để chúng ta có thể vẽ được và nó cố định cái mặt giấy trên bảng trong suốt quá trình chúng ta vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cách bồi giấy thứ hai, và yêu cầu cách bồi giấy này đó là chúng ta phải có một tấm bảng bằng nhựa, nghĩa là nó có tính chất không hút nước. Và đây là mặt phải của tờ giấy này, còn đây là mặt trái của tờ giấy, được chưa ạ? Hay gọi là mặt sau đó. Thì bây giờ với cách này chúng ta sẽ phải quét ẩm, làm ẩm mặt sau như thế này. Đây gọi là cách làm ẩm mặt sau của giấy. Cách này thì nó có rất là nhiều ưu điểm, đó là nó giúp cho tờ giấy chúng ta giữ ẩm được lâu hơn khi cái độ ẩm này nó được ngấm vào mặt sau và mặt giữa của tờ giấy. Và khi chúng ta vẽ ở mặt trước hay là mặt phải của tờ giấy, mọi thứ nó sẽ được giữ ẩm lâu hơn. Đó, đó là ưu điểm của nó. Tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm rất cố hữu của cách này, đó là khi chúng ta vẽ xong ạ, khi mà màu xuống, khi màu khô đi thì cái độ xuống màu nó sẽ nhiều hơn so với cách số 1. Ok, đó đó là ưu và nhược điểm của cách này. Và với cách làm này thì khi chúng ta làm ở mặt sau như thế này, đúng không ạ? Chúng ta đã quét rất là đều rồi thì chúng ta phải đợi một thời gian ngắn ngắn thôi, có thể là 5 phút gì đó, cho cái giấy này nó se lại, nước nó bắt đầu ngấm xuống phía mặt dưới, thì lúc đó chúng ta mới quét nước thêm một lượt nữa. Và đến khi nào cái tờ giấy chúng ta nó thật mềm thì chúng ta sẽ lật ngược trở lại và bắt đầu vẽ. Sau cái giấy của chúng ta đã mềm thì chúng ta sẽ quét thêm một lượt nước init nữa. Đó, và sau đó thì mình sẽ quay ngược tờ giấy lại, đúng không ạ? Quay cái mặt phải lại và chúng ta sẽ vẽ ở trên giấy luôn. Đó, với cách này thì chúng ta hãy nhớ là mình sẽ dựng hình trước ở trên này, đúng không ạ? Sau đó thì mình mới bồi giấy mọi người nhé. Đó, và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vẽ được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách bồi giấy thứ ba. Thì cách bồi giấy thứ ba này chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị đầu tiên đó là một chiếc bảng và chất lượng MDF như thế này. Thì cái ưu điểm của cái bảng này đó là nó rất là cứng. Đấy, rất là cứng như thế này ạ. Đấy, và chúng ta cũng có thể dễ dàng mua những cái bảng này ở bất kỳ hàng Họa Phẩm nào hoặc trên Shopee, chúng ta có thể mua được rất là dễ dàng. Thì tiếp theo đó là một cuộn băng dính nước như thế này. Thì cuộn băng dính nước như này dùng như nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng xem, đúng không ạ? Đấy, nhưng cái nhược điểm của cách này đó là những cuộn băng dính nước này chúng ta phải mua ở một số hàng Họa Phẩm sẽ có thôi. Nhưng mình thì mua ở Cực Phẩm Họa Cụ là sẽ có cái này ha. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cách này chúng ta sẽ làm như nào nhé. Cái đơn giản nhất là chúng ta nhúng toàn bộ tờ giấy của chúng ta vào trong nước. Đó, hoặc là chúng ta quét cả mặt trước cả mặt sau tờ giấy sao cho nó thật là ẩm. Sau khi cái giấy chúng ta nó đã thực sự là no nước thì chúng ta mới bắt đầu
làm mỏng lại một chút như này chị ạ. Đấy, các bạn hãy cứ tự tin là cái giấy của chúng ta với 100% cốt tông thì nó sẽ không bao giờ có cái hiện tượng bị hỏng giấy đâu. Chúng ta hãy yên tâm nhé. Sau đó chúng ta hãy dùng cái băng dính này, đúng không ạ? Băng dính này thì nó rất là tiện, là chúng ta có thể xé nó bằng tay được. Đó, và với băng dính này chúng ta hãy quét nước vào cái phần này của nó này. Đó, xả cho nó thật ẩm đều. Và cái băng dính này nó sẽ kết hợp với cái giấy của chúng ta để khi mà nó khô đi, cái băng dính này nó sẽ rất là chắc. Và tuy nhiên khi chúng ta sử dụng băng dính này thì nó sẽ phục vụ tốt nhất là trên cái mặt bảng MDF như thế này. Đó, như thế. À, chúng ta nhớ vuốt cho thật kỹ nhé. Đó, được chưa? Đấy, và chúng ta bỏ bốn góc sao cho thật đều nhau. Như thế là chúng ta đã bồi xong cái giấy này vào trong mặt bảng rồi, và chúng ta để cho nó khô hoàn toàn thì chúng ta có thể bắt đầu vẽ được mọi người nhé. Ok, cách thứ ba. Như thế là xong ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sang với cách thứ tư. Thì cách thứ tư này, mọi người nhớ chuẩn bị thêm cho mình một lọ keo trong. Nó là keo dán bình thường mà chúng ta có thể mua cái lọ keo này ở bất kỳ đâu, đúng không ạ? Cái bước chuẩn bị bề mặt giấy, nghĩa là làm cho giấy nó no nước ấy, nó giống hệt cái bước trước thôi. Và bước này chúng ta sẽ quay cái mặt sau của giấy lên trước như này. Sau đó là chúng ta pha keo này và nước này, pha loãng cho mọi người nhé. Đấy, loãng thôi ạ. Cách làm này thì ưu điểm của nó đó là nó khá là tiện. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể mua cái keo này ở bất kỳ đâu. Đấy, và dạo gần đây mình cũng hay sử dụng cách vẽ này. Và dạo gần đây mình cũng hay sử dụng cách bồi giấy này. Nó khá là tiện dụng. Và lúc chúng ta vẽ trên bề mặt của nó cũng khá là thích. Đấy, với những bức lớn mình bắt buộc phải dùng cái cách làm này, bởi vì nó tạo cho mình một cái sự tiện lợi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chuẩn bị một cái mặt bảng là nhựa, được chưa? Phải nhựa, và mình thì đang sử dụng một cái nhựa thông minh như này. Cái nhựa thông minh này thì nó cũng khá là mỏng thôi. Vì thế cho nên là với những size giấy to hơn thì chúng ta nên cắt hai cái miếng và dán nó lại theo kiểu vuông góc với nhau. Thì như thế thì cái bảng của chúng ta nó sẽ rất là cứng, và mọi người phải hiểu là những bức to như là 1m2 như 1m2 mình vẫn sử dụng cái này, cái nhựa thông minh này, và gắn hai tấm nó vuông góc lại với nhau theo cái chiều, bởi vì cái này nó sẽ là cong theo một cái phương nhất định thôi. Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể làm cái cách này trên mặt phocmec được, hay là những mặt nhựa khác được, miễn sao nó đảm bảo độ cứng cho chúng ta, đúng không ạ? Đó, sau khi chúng ta quét đều, cảm giác nó đều, đó, thì chúng ta sẽ quay ngược lại. Đó, quay ngược lại. Đặt cho nó thật là thẳng với các mép bảng. Rồi mình vuốt ra. Ngay thời điểm này chúng ta có thể cảm nhận à, nó chưa thực sự là cảm giác nó cứ kiểu mông lung thế nào ấy. Nhưng mà mọi người cứ đợi cho nó khô hẳn đi, người sẽ thấy là cái tờ giấy chúng ta nó sẽ gắn hoàn toàn trên này. Và lúc chúng ta bóc ra thì chúng ta cũng chỉ cần bóc rất là nhẹ là nó sẽ bong ra thôi. Bởi cái đó thì mình đảm bảo, bởi vì mình vẫn đang sử dụng cách này mà. Ok, đó là cách thứ tư của chúng ta. Đây là cách thứ năm của chúng ta. Cách này thì nó hardcore hơn một chút, và cách này mình nghĩ là nó xuất phát từ các họa sĩ Hàn Quốc, họ dùng rất là nhiều với cách này. Cách này thực chất nó là việc chúng ta căng cái tờ giấy chúng ta vào trong một cái khung sharpie có sẵn. Đấy. Thì với cách này, cái ưu điểm của nó đó là nhìn trông nó rất là hardcore, đúng không ạ? Trông nó rất là đẹp. Đấy, trông rất là chỉn chu. Vậy thì với cái này chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Đầu tiên đó là sharpie theo cái kích thước mà bạn yêu cầu, thì cái này chúng ta sẽ bắt buộc phải đặt ở các hàng họa phẩm hoặc là trên mạng. Ngoài ra chúng ta phải chuẩn bị thêm đó là một cái kèm căng toan.
Những cái này thì là nó dành cho sơn dầu đấy, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nó cho màu nước được. Và mọi người yên tâm là cái giấy này của chúng ta rất là dai, nó dai thậm chí không biết là so sánh như nào với sợi cốt tông hay là sợi lanh được đấy, nhưng mà nó rất là dai và mọi người hãy yên tâm đi. Vậy thì với cái cách làm này thì mình sẽ nói nó hơi vắn tắt một chút, là bởi vì cái này mình đã làm rồi và không có sẵn một cái sassy đây để làm mẫu cho mọi người. Thì việc chuẩn bị của chúng ta vẫn là làm cho giấy thật là no nước được chưa ạ? No nước thì chúng ta có thể mang vào nhà tắm đấy. Thì cách đó là cách đơn giản nhất, hoặc là chúng ta cứ quét nước trên một cái mặt phẳng làm sao đấy để giấy chúng ta thật no nước là được. Sau đó chúng ta lên đây và chúng ta bắn ghim theo cái trình tự là 1, 2, 3, 4 đấy. 4 mép này trước ạ. Sau đó là các mép còn lại và bắn lại làm sao đấy để cho cái giấy chúng ta nó thật căng thôi. Khi giấy chúng ta nó khô lại thì cái mặt giấy này nó sẽ tự căng ra mọi người nhé. Khi giấy khô lại thì giấy nó sẽ co lại bớt mà. Đấy. Đấy, vì thế bây giờ nó rất là căng và vẽ rất là thích. Đấy, yên tâm là khi chúng ta bắn chi tiết ghim như này thì cái giấy chúng ta nó sẽ rất là chắc ở trên này. Ok. Đó, như vậy thôi. Thì đây là cách thứ 5 mà mình chia sẻ với mọi người. Hôm nay với 5 cách để bồi giấy mà mình biết thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho mọi người. Và nếu như mọi người đang sử dụng cách bồi giấy nào hay mọi người biết thêm cách bồi giấy nào khác nữa thì mọi người có thể chia sẻ phía dưới phần comment được không ạ? Nếu các bạn cảm thấy video này là hữu ích thì hãy like và share video để ủng hộ cho mình ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.